Hello, xin chào tất cả các bác nhá. Em lại mới về được một siêu phẩm đây ạ. Đây là mẫu xe Mercedes S550, sản xuất năm 2006. Con này thì cực đẹp luôn. Động cơ của chiếc S550 này là động cơ máy 5.4 nhá. Nhưng nếu mà anh em mà chạy đường trường ấy, chỉ 10 lít xăng trên 100 km, nói thì không ai tin, nhưng mà anh em thử trải nghiệm thì anh em sẽ biết được là con này mức tiêu thụ nhiên liệu nó tiết kiệm đến tầm cỡ nào. Máy 5.4 nhưng mà chạy đường trường, khẳng định với anh em chỉ 10 lít xăng trên 100 km thôi. Đó. Nhưng mà nếu như con này đi trong thành phố rồi, xác định nên quanh trên 20 lít nhá. Con này thì S550 đời 2006, xe thì thuộc dạng là đẹp, xuất sắc luôn. Và con này thì nội thất của nó là màu kem, cũng rất là đẹp. Thân vỏ bên ngoài nhìn sơn si, form dáng của xe nhìn vẫn rất là vượt thời đại, nhìn vẫn rất là đẳng cấp sang trọng. Dòng này thì first option thì nhiều miên man luôn. Cửa hít giảm sóc bóng hơi. Nội thất của xe này đẹp chưa các bác? Giá thì vô cùng hợp lý nhá. Đây, táp ly cánh cửa, 4 táp ly cánh cửa đều mới như thế này. Loa 2 ban cơ động này, ghế điện 12 hướng và nhờ ghế 3 vị trí. Táp lô táp ni rất là tươi, nội thất rất mới luôn. Đấy, cửa hít này. Đó, 4 cửa hít hoạt động bình thường, mọi chức năng hoạt động bình thường anh em nhá. Đây là hàng ghế của chủ tịch này, rất là rộng luôn. Và con này một dàn nốt thì còn mới, gần như là mới 99%. Cửa sổ trời toàn cảnh này. Đó. Dòng này là dòng xe cao cấp, ở đây có cả gương để chị em phụ nữ ngồi sau và đánh son nhá. Đấy, toàn bộ những cái tem mác của xe là gần như nguyên bản hết. Đấy, xe rất đẹp và cần số là cần số điện tử. Đó, giảm sóc bóng hơi, con này đi sướng thôi rồi luôn. Rèm che nắng ở phía sau là rèm điện. Đó. Đấy, các bác nhìn form dáng này, quá đẹp luôn, cảm biến chống va chạm quanh xe. Và con này thì có radar ở phía trước nhá. Đi vào ban đêm bật cái chế độ đi ban đêm là nó sẽ tự quét những cái vật cản, những con động vật hoặc là những người phía trước, nó cảnh báo trên bảng đồng hồ táp lô luôn. Và con này thì cũng có Lazada gọi là tự động quét vào những cái cung đường ở trước mặt ấy, vào những cung đường mà gồ ghế ấy, thì nó sẽ tự điều chỉnh bơm dầu vào hệ thống giảm sóc để làm sao cho tối ưu vấn đề là được êm ái hơn. Đó, đây là những cái chi tiết gọi là tem mác này, tem mác nguyên bản hết này, ốc ác nguyên zin hết. Và các bác nhìn thấy này, đây là chế độ bật đi ban đêm này, rửa đèn pha này, phanh tay điện tử này, ga tự động này, vô lăng chỉnh điện, vô lăng tích hợp giải trí đa phương tiện này, có lễ số thể thao này, cần số điện tử. Và dòng này là số điện tử là 6 cấp nhá. Đấy, các bác nhìn này, rất là nhiều phím bấm luôn. Cốp kia của xe rồi tất cả những chi tiết, nói chung là mọi thứ là luột nà hết các bác nhá. Đó, này, cái tắp ly này các bác này, rất là đẹp luôn. Ghế điện là 12 phun hướng luôn, sấy sửa ghế có đầy đủ hết. Đó, máy con này thì rất là êm luôn. Cửa hít này. Đây, một dàn nốt gần như mới luôn. Các bác này, giá con này bên em đang chào bán mức giá chỉ có 385 triệu đồng nhá, bao hồ sơ vận chuyển toàn quốc cho anh em. Đó, xe thì cực đẹp luôn. Con này là đúng chất là hàng sưu tầm ấy. Đặc biệt là con này là máy gầm nó cực chất luôn. Máy gầm của nó là các bác yên tâm là không có một tiếng động lạ luôn. Chủ gọi là không tiếc tiền bảo dưỡng, cho nên các bác yên tâm nhé. Đây là phần cốp này, cốp có 2 ngăn. Đấy, và dưới phần cốp này là sơ cua dự phòng. Và con này sơn lốp sơ cua dự phòng của nó vẫn còn nguyên gai nguyên dâu nhá. Lốp sơ cua dự phòng nó gần như là mới đến 99% luôn. Đó. Đây các bác nhìn đồ đạc của xe này đẹp chưa? Đây, những cái nỉ của nó là dòng xe cao cấp. Ngày xưa con này lúc mua mới của nó là gần chục tỷ đồng ấy. Cho nên là không một ai đi chiếc xe này là đi nhiều, và không một ai đi chiếc xe này là người không có điều kiện mà để đến mức xe nó bị lỗi quá nhiều. Đặc biệt những con xe mà nó còn đẹp như thế này thì các bác có thể yên tâm về chất lượng. Nhà em thì chuyên những dòng mẹ cao cấp này thì các bác yên tâm là bên em tuyển đầu vào rất là kỹ. Con này có lưng hạ gầm nhá, rất là nhiều hệ thống điện tử luôn, ESP này, tắt má phanh các kiểu này, rồi là chỉnh cái em là phanh chìa khóa này. Ở đây thì chúng ta còn cả chỉnh cái màn hình này chúng ta cũng có thể chỉnh được nhá. Đấy, chúng ta chỉnh được. Đấy, âm thanh của nó thì hay vũ trường luôn, âm thanh của nó là đỉnh cao luôn. Ô tô chạy được 10 vạn km nhé. Và con này là không nổ luôn, em tắt máy này. Em tắt máy và em lổ khởi động lên cho các bác xem này. Đó, các bác thấy không? Đấy, sẽ không nổ nhá. 10 vạn km thôi. Nó sẽ rất đẹp, mọi chức năng nhớ ghế rồi ghế điện mọi thứ nên rất là trơn tru. Đấy, cốp mở điện rồi là nâng hạ kính toàn bộ auto hết. Máy con này thì rất êm. Máy con này vừa nói là đứng ở ngoài chúng ta không nghe tiếng máy luôn. Nếu mà đứng xa tầm khoảng 1 mét không nghe tiếng máy luôn. Đây, hiện tại em đang đứng cách xa 1 mét đây. Máy của nó gần như chúng ta chỉ được nghe thấy cái tiếng quạt gió điều hòa rất nhỏ thôi. Dòng xe cao cấp, sang trọng lịch sự. Xe vừa về xong anh em nhé.
máy nó nổ rất êm này. Đó, máy nổ rất êm luôn. Đấy, đèn pha mọi thứ các bác nhìn này, trắng tinh luôn. Đó, đèn pha này, rồi đèn gầm là các thứ này. Đấy, xe con này đẹp, xuất sắc, sẵn sử dụng đó. Cabo mọi thứ là nguyên zin hết. Đấy, đăng kiểm dài miên man đến tận tháng 6 năm 2024. Gương tích hợp xi nhan đầy đủ hết luôn. Dàn lốp quá mới. Xe ở bên ngoài là không có một vết xước nào nhé. Mạc S550 con này thì chỉ sau mới S63. Form dáng nó vẫn là đẳng cấp. Mà cửa tiền chưa đến 400 triệu thì các bác đi con này nó quá là yên tâm luôn. Em quên ấn hơi nhẹ vào cửa hít này. 385 triệu đồng thôi. Form dáng nó vẫn là đẳng cấp đúng không ạ? Em nhấn mạnh lại là con này là ví dụ như các bác nào mà gọi là dân chơi xe đấy, các bác dân chơi xe mà mua mẹt ép về nhiều con là phải làm đến 50 triệu đến 100 triệu đồng mới có thể ổn định và chạy chất được. Thì như riêng con này của em là khẳng định với anh em luôn là anh em nào mà là những anh em chơi xe đấy, siêu tầm xe xe sang mà máy chấm to ấy, thì mua con này của em về không mất 1.000 nào bảo dưỡng, kể cả thay dầu máy dầu số cũng không cần phải xử lý luôn. Máy gầm nó cực chất, gầm chạy gần như là như một chiếc xe mới luôn các bác nhé. Rồi, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video và những mẫu xe tiếp theo. Anh em nào đang quan tâm đến chiếc S550 này của em thì các bác nhấc máy lên và alo trực tiếp cho em mình qua số điện thoại là 0852 555 555 anh chị nhé. Kết nối em qua số Zalo để em phun hình ảnh chi tiết cho các bác cùng xem về chiếc xe này. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video và những mẫu xe tiếp theo từ càng bên em. Xin chào, cảm ơn.